Hello, chào các bạn, mình là Jane đây và hôm nay mình sẽ thức với sáng với bạn thân sau 1 năm rưỡi. Thời gian nó sẽ thay đổi. Lần này khủng hơn lần trước gấp 10 lần. Ok, vào thôi nào. Ba lượn nguyên một vòng. Hello các bạn, bây giờ mình sẽ bắt cóc nạn nhân của mình. Mình đang ở nhà nó và bây giờ mình sẽ bắt cóc nó. Mình đã tìm thấy nạn nhân rồi. Mình đã đột nhập vào phòng nó. Nhìn nhìn nó nè. BTS. Quá bơ. Và nạn nhân này có hình mình trên tường luôn. Oop. Hello các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt cóc con nè. Lộn biểu cảm rồi vậy mới đúng. Mình đã bắt nó soạn đồ. Để mình bắt cóc nó qua nhà mình. Ở đợ. Ồ, trước khi bắt cóc nó đi với dùng nhà toilet đã. Trời ơi, chơi kỳ dữ vậy. Bắt cóc thành công. Ô có bánh nữa, thank you. Hello các bạn, bây giờ mình sẽ bắt cóc nó đi Disneyland. Yeah. Nhưng đầu tiên là khúc ghê nhất, đó là đậu xe. Mình đang ráng với tới là vì không muốn ra khỏi xe. Sorry. Suýt là đụng cái cục này. Ủa, where vô đây nè. Only one way. Xui dài. Tối nay chúng mình sẽ ráng coi pháo hoa một cách an giang. Ăn ké. Nhưng chúng mình không có mua vé, chúng mình vào miễn phí. Hả? Ok, mặc áo vào đi thôi. Bây giờ tự nhiên trời rất là vô duyên và nó mưa. Ồ, và buổi tối nữa. Và các bạn sao không? Chúng mình là hai đứa con gái đi buổi tối nên mình đã có xịt thử đi. Nào không? Xịt là mù luôn đấy. Đừng thằng nào tấn công mình. Chúng mình vào thôi và đây chỉ là cái khu miễn phí của Disneyland. Trước khi vào phải quay máy soi. Không có gì mờ ám hết. Phải ghé. Như vậy giống chưa? Ok, đến lượt con này. Sau đó chúng mình đã chơi bánh đu xì, người thắng chọn món ăn, người thua trả tiền. Con bạn mình đã ướt nhẹp rồi. Lần đầu tiên thì mình bị lag và đã ra trễ. You are late. Lag tới nỗi ra trễ vẫn thua. Wait, we can do it again. Bánh đu xì ra cái gì, ra cái này. Nani? Vẫn thua. Ok, chọn ăn cái gì? You want. Ủa đây hả? Ủa, kéo các giấy là mình thua chứ. I want. Mày thắng. Hai chúng mình lag mạnh bạo luôn rồi đấy. Thế giờ nó chọn cái pickle, sausage, cái dưa muối. Hot dog dưa muối, ok. Đây là tiệm corn dog thần thái. Nó muốn lấy cái này nè các bạn. Mình đố các bạn cắt cây này có thiệt hay không. Chúng mình tò mò quá nên đã đụng thử. It's fake. It's real. Không biết người nhà nhưng mình đã thua tù xì nên mình sẽ trả tiền. Rồi chờ 10 phút để người ta làm. Thì người ta lấy nhúng lăn thả. Và đó là cái đó. Do con này chọn rồi nha. Vì nó chọn cái món quá là ngố nên nó sẽ ăn trước. Để coi coi nó có ổn rồi không để mình ăn. Coi dưa muối cho ổn không. Ngon. Ok, đến lượt mình. Cây này nó nặng thiệt á. Ừ, giật mình. Các bạn ăn thì nó dở nữa, các bạn đâu ăn qua màn hình được đâu. 8/10. Nó cũng ngon á. Nó ngon một cái rất là lạ. Ờ, camera mình dính mỡ. Dài thử ăn cùng với bơ đậu phộng. Ngon à. Ngon à. Ngon. Nó ngon vậy. Nó có vị chua mặn chiên chiên béo béo. Ok, là thành công. Đây là miếng cuối cùng để chúng mình ăn hết thiệt luôn á. It's so good, ngon quá trời. Bất thường. Ok, bây giờ chúng mình sẽ quánh tù xì đi đâu tiếp. Ừ, con gì thế? Quánh tù xì ra cái gì? Ra cái này. Nữa. Thua 2 lần luôn. Đi đâu? Let's go. Ok. Mình xin nhắc nhở các bạn là chúng mình chuẩn bị 18 tuổi rồi đấy. Đó là chúng mình năm trước. Woody and Buzz. Mình đố các bạn trên đây là nhân vật gì đấy. Mình nói cho người nít vậy thôi chứ có các bộ nhìn rất là cầu kỳ luôn nè. Nó muốn mua cái này. Nhưng nhìn cái giá là hết muốn mua. $1,500. Thôi bỏ chơi. Nhưng bé Jenny thì muốn mua cái này. It's the Elsa one. Giấc mơ 9 tuổi của mình là được tạo được cái bộ này. Ước mơ nữ hoàng băng giá của mình nha các bạn ơi. Nó mắc quá là mắc luôn. Thôi ước mơ này chờ cũng được. Trong lúc dạo phố đêm này thì mình đã tìm thấy cái này. Người ta đang làm mấy cái quả táo này. Chắc cô nhân viên đang nghĩ là con điên này đang nhìn gì tôi. I'm so ready. Và nhìn mấy đó khiến mình thèm tráng miệng. Ok, bây giờ là tráng miệng. Và chúng mình sẽ bắn một từ xì. Wait, we have to decide who's this and who's that. Mình muốn ăn kem. Minh Anh muốn ăn kem. Và Hoàng Vi muốn ăn cái đẹp đẽ kia. Ok, bánh tù xì ra cái gì? Ra cái này. Lần đầu tiên thắng thiệt. Ha ha. Ok, nhìn nè. Có nhìn cái hàng kem không? Đâu một cách dữ dội. Oh my god. Mình vào tiệm này chờ 30 phút nhưng mình đã mua được. Mình đã tạo con cuối cùng mua. Đây một khe các bạn nè. Thì mình mua cái con quả táo vô đây phải không? Thì mình vô tình mang vớ giống như hệt luôn. Wow. Hoàn toàn không cố ý. Yeah. Ừ, xích nữa vấp. Ok, nói thiệt nhưng mình không có nhớ là mình đang mang vớ này thôi. Mình chỉ mua đại con này chứ mình không có biết là mình đang mang vớ này. Mình đục cái này ở đầu mình nó đau thiệt đúng không? Break it. Cái này nó cứng ngắc quá. Ăn bị đau răng. Ừ, các bạn nhìn này nó cứng không? Xài làm vũ khí cũng được luôn. Nên bây giờ nó đề nghị ăn kem. Chúng mình sẽ ăn kem.
Ok. Nó Jenny đòi ăn kem. Mình không có. Mình thèm ăn kem. Các bạn nhìn bả kìa. Nó bị mù á nên nó phải làm như vậy nè các bạn. Như vậy mới nhìn thấy đường. Mẹo này cũng hay. Mắt kiến đâu rồi? Nó quên mà mắt kiến theo. So hai chỗ bút xếp hàng thì cũng hơi tới rồi. Nhưng tiệm kem này đặc biệt là nó có các vị quá là ngố luôn. Như là vị dâu giấm tiêu đen, dầu ô liu, vị phô mai sữa da và phô mai thúi. Có vị gà rác nữa cơ nhưng hôm nay nó không có. Nên giờ mình sẽ thử kem dầu ô liu. It's so really addictive. Để mình thử một miếng. Và nó quá là dầu ô liu luôn. Chứ còn gì nữa. Và giờ mình thử vị phô mai thúi. Nó quá là ngố, quá là mạnh nhưng nó cũng ngon. Nhưng mình đã chọn cái kem dừa lá dứa này cho nó kiểu là châu Á chút xíu. Nhắc nhở mình đến chè lá dứa và bánh bò. Ồ, ngon quá. Nhưng con này thì ăn dầu ô liu, dâu giấm tiêu đen, trời ơi. Có đau bụng không à. Và vì bạn mình thua nên nó trả tiền. Thỏa mãn chưa? Thỏa mãn rồi. What's the name, what's so dirty? Để tôi chui. Ok, bây giờ chúng mình đang chạy đi pháo hoa. Là vì bây giờ chúng mình đang trễ rồi và còn 5 phút nữa là lắp bắp. Nên hai con này đang cầm hai cây kem chạy với hai con đi. Chúng mình đã đến cổng Disneyland rồi nhưng vì chúng mình không có vé vào nên phải đứng đây coi lén. Đây phải gọi là quá là tiết kiệm tiền luôn kìa. Đứng đây hóng pháo hoa miễn phí vì chúng mình quá là rẻ tiền. Ốp nó bắn rồi. Khoan, nó giỡn thôi, nó mới phịch một phát à. Thôi vậy ăn tiếp. Kem dầu ô liu có ngon không? Ăn thử dầu ô liu với dầu. Dầu với giấm. Trời ơi nó chua. Nó lỡ à. Bỏ tay chấm còm chấm ghi em. Giống là ăn dầu giấm vậy. Cuối cùng cũng đã đúng 9:30 và pháo hoa đã bắt đầu. Nhìn tụi mình nè. Chúng mình rẻ tiền. Thì trong đó chưa mấy cái đèn sáng sớm và có nhạc theo với cái pháo hoa. Nên chúng mình chơi chiêu là vừa xem video đó và vừa xem pháo hoa. Đây là ở trong, đây là ở ngoài. Hơi bèo xíu thôi nhưng cũng được mà. Cần gì mua vé 4 triệu đồng. Nhưng kiểu là mình thấy là nó bắn hơi bị thấp đó, là vì từ ngoài ra không nhìn thấy. Chán. Lâu lâu thì nó lố lên vậy. Kiểu là rất là yêu pháo hoa, kiểu là nó làm mình cảm giác hạnh phúc vừa sao các bạn. Nhưng coi ngoài này thấy cũng hơi chán nhưng không sao hết, vẫn coi được, miễn phí mà. Miễn phí là Jenny Huỳnh vui rồi. Mình đang cảm giác như là mình đang trong MV Afterlife của IVE nhưng mà phiên bản rẻ tiền hơn, phiên bản chi phí thấp. Quý vị sao Disneyland gần như là mỗi ngày ta đều bán pháo hoa và mỗi lần bán là đổ tiền Việt Nam là 1.2 tỷ một đêm. Một đêm là bằng một chiếc xe rồi. Thế con, hết rồi hả? Hết rồi. Buồn nha, buồn vì ăn hết ly kem nữa. Bây giờ chúng mình sẽ vào đây lạo dạo và mua sắm. What's your cream? That's so nasty. Chui chui. Ok, để mình khoe cho các bạn cái này ngầu lắm nè. Ok, 3, 2, 1. Wow. Đợi để đội mũ cho ông nữa. Ngầu chưa các anh chị cô bác. Các bạn thấy con này hợp đôi với của mình không kìa. Thôi sợ quá, mình cởi ra đây. Còn có cái ly nữa kìa, rất là dễ thương nhưng mình thấy nó hơi vô dụng. Ly vậy uống sao được ha. Cái này dễ thương quá nhưng mắt muốn chết. Và các bạn ơi, đây là mình trong ít hơn 2 tháng nữa. Lộn bên rồi. Buồn quá, cảm động quá. Các bạn hãy chờ cho cái video kết quả đại học của mình đó, nó sẽ sớm lắm đấy. Rồi chúng mình đã tìm thấy cái ly mà từ cái phim Công chúa tuổi thơ của mình. Giá có không cắt cổ nên chúng mình sẽ tạo một đứa một cái. Các bạn giống mình lúc nào mình có lấy cái dông cùng á, cảm giác yên tâm nhất. Mình sẽ ăn mì gói vào trong này nè. Ăn mì gói. Thành lầm mì ly. Và các bạn đang ký kênh mình là vì mình lên 3 triệu sub, mình sẽ đổi cái hình avatar của mình. Ok. Và bây giờ mình đang chạy về xe để lấy cái này. Nhìn giống như mình đang chạy nhanh như chớp nhưng anh em mình đang đi bộ các bạn. Mỏi chân rồi. Các bạn ơi, mình đã quên mất là mình đậu cái xe mình ở đâu nên bây giờ mình đang ráng tìm cái chiếc xe mình. Xe đâu rồi? Nhưng xe nào cũng nhìn giống như xe nào hết các bạn ơi. Hình như xe đằng kia kìa. Trời ơi, lượn nguyên một vòng. Phải lượn nguyên một vòng. Xe bên kia. Nhìn nó kìa. Từ xa mình nhìn teo quá. Không thấy không đứng gì đâu. Và nãy mình đứng đây mình không có mở được cửa xe nên mình cần điện thoại mình mới mở được. Và bạn mình đang cầm điện thoại mình nên nè. Bây giờ mở được nè. Và trời ơi, để mình đậu xe miễn phí thì mình phải lấy cái thẻ này từ trong xe mình và mình phải đưa lại cái tiệm hồi nãy. Bây giờ chúng mình chạy lại thôi. No. Chọn bạn qua chơi mấy đứa. Chọn bạn qua chơi, đừng có chơi với một đứa. Hồi nãy biết vậy mình bỏ này vào túi mình không bị vấn đề này rồi. Ta quay lại chỗ này nhé. Bây giờ chúng mình đang quay lại cái tiệm đó với cái thẻ đậu xe chúng mình để người ta cho đậu xe miễn phí. Không thôi phải trả 1.3 triệu tiền đậu xe đấy. Hi hi, blup. Người ta ấn cái gì vào rồi bây giờ mình sẽ được miễn phí. Ok, chạy về xe thôi. Tại ai? Chọn bạn đi chơi. Trời ơi, cô ấy tội nghiệp tụi mình quá. Bây giờ là 11:11 rồi. Và cô ấy đã cho tụi mình đồ miễn phí. Ủa, cái parking pass rồi. Thành ra nó lò tuốt ở dưới. Không có vui. Sợ rớt tim. Ok, vì cái sự rớt tim đó nên chúng mình đã vào Starbucks để làm cho đỡ rớt tim hơn. Mình gọi cà phê để tỉnh để thức tới sáng thành công chứ. Chúng mình lại chơi bánh tù xì ai bao. Đứa nào bắt mi mới chạy hay chứ. Oops. Ok, bánh tù xì là cái gì? Jenny thua. Jenny vào. Uống gì?
uống frappuccino. Mình đang gọi cà phê gì đây? Nhưng mà biết sao, trước hết mình phải nhét cái thẻ đậu xe mình vào cái ốp điện thoại mình, nói thôi nó rớt ra mình trầm cảm luôn đấy. Đợi khoan, mình gọi gì đây? Cái này hay cái này, cái này, cái này, cái này đi. Nó nói gì mình giống như là phù thủy trong Minecraft á các bạn. Trời đất ơi. Nói giống phù thủy Minecraft mới đúng. Góc này làm mình nhìn quá là đẹp gái luôn, từ sau này mình nên chụp hình góc này ha. Mình bắt nó cầm cả bố cái ly nên nó đang hơi ừ. Thì chúng mình đi bộ về lại xe. Quá là ổn luôn. You came up sturdy again. Nhưng chúng mình có 2 ly cà phê và 2 ly nước lọc. Mua cà phê. Để thức tới sáng thành công. Và bây giờ chúng mình đang chạy về xe như hai con điên này. Bây giờ quá là trễ và mình ở lâu hơn nữa là mình sẽ bị chửi xe ngồi luôn. I'm trying not to spill. It's my phone. My phone. What now? My phone. Where's your phone? It's here. Trời ơi, cái điện thoại dưới đít nó. Mình cũng thường xuyên như vậy lắm. Ok, xe khóa cái xe đã. Ừ, sợ. Không sao phải dùng. Đã bỏ cuộc với mình rồi. Cùng ly giờ thử cà phê. Lúc nửa đêm, quá là ngược đời luôn. Jenny. Tên mình là Jenny Y dài chứ đâu phải Jenny Y ngắn đâu. Người ta nói nó ngọt lắm nhưng mình thấy nó đâu có ngọt đâu. Đáng muốn chết. Trời, ống hút ướt chèm nhẹp rồi lấy ra sao đây? Từ từ bóc ra. Mình tưởng là mình trộn ở dưới nó sẽ đỡ đắng, nhà ai nhìn nó vẫn đắng như nhau. Nhìn vẫn uống. Bây giờ đi mua đồ làm bánh. Chắc chắn mình sẽ bị về nhà sẽ bị chửi. Rất là đen. Không sao, các bạn báo trước rồi. Sẽ đi thôi. Giờ mình đưa lại cái thẻ đậu xe quá là quý của mình. Sẽ không bị trả tiền. Is it validated? It saved you $42, so it's gonna be $17. It validated 4 hours for you, but it says you've been here for 4 hours and 19 minutes, so it's gonna be $17 in total. Gì đó? For the 19 minutes that you were here extra. Ủa gì đó? Có nghĩa là vì chúng mình về cho 19 phút đấy, mình phải trả 400 ngàn. Mình có dùng 400 ngàn đó đi ăn sập chợ đêm. Ok. Hi hi. Thank you. Làm vậy mà cũng bị mất tiền nữa. Cái sổ thôi chị. Vẫn mất tiền á. Chán quá đi trời. Mình không biết mình tính tới ăn sao mà mình vẫn phải trả tiền. 17 đô. Nói chung nhớ chữ thôi. Giờ là 12 giờ 6 phút, 8 phút gì đó. Và mình đang lái trên đường cao tốc. Theo ý sao? Lái đường cao tốc giờ này nó vắng thiệt không á. Hello xe. Stephanie. Ôi trời ơi. Không, nó giỡn là mình vẫn chạy em thấy rất đột. Nhưng mọi người chạy rất là nhanh. Sợ. Nhanh hơn Jenny nhiều lắm. Mọi người đang chạy 140 km/h và mình đang sợ. Mình đã lái xe đến siêu thị thành công. Các bạn, ở đây rất là vắng và mình cảm giác chúng mình sẽ bị bắt cóc. Sao hết? Mua đồ làm bánh. Bây giờ chúng mình đã được nhập cái siêu thị này để tìm các đồ làm bánh. What is this? Yeast? Yeast tiếng Việt là gì? Hơi hơi đúng. Và giờ là 12 giờ đêm vẫn chưa về nhà nên chúng mình đang hơi khùng khùng và nhảy nhảy vô siêu thị. Chúng mình đã tạo một bịch bột và nhảy nhảy tiếp. Kiểu là chúng mình bị dư năng lượng sao, các bạn thấy sao? Nhìn nè, trời khủng quá, thôi khỏi đi. Nhục quá. Tính tiền thôi và chúc mình kìa. Hello. Tắt rồi. Rồi mình lái xe về nhà trong bóng đêm. Mình cảm giác hơi thơ mất nét quá. Cái gương thần thái. Yeah, nhìn nè. Một năm rồi con này chưa vào phòng mình. Nên bây giờ nó đang khám phá. Coi phòng Jenny có gì mới. Có gì mới đâu, chỉ có cái ly. Đố các bạn ly này từ video nào? Cái này. Lần trước có mà. Cái gì nữa? Có gì mới đâu. Cái này mới. Để mình biến hình nè. Là mày dữ dữ vậy. Ôi dạ. Mình thay qua bộ này cho nó kiểu là phê phê hơn và nó đỡ bị lộn cộn. Cái quần này nó phê lắm. Và bây giờ là tiết mục làm bánh. Đã tìm thấy công thức gì rồi. Ok, công thức bí mật rồi. Công thức bí mật cho cái món hôm nay. Dạ. Hi hi hi. Nhà mình mà bắt người ta dọn, mà bắt bạn dọn, chịu nổi không? Bạn này là Bạch Tuyết. No, the Cinderella. Lọ lem. And Jenny is the stepmother. Mẹ ghé. Nhưng lọ lem lại hơi bạo lực rồi nha. Muốn ăn cái này. Thôi gãy rồi. Các bạn thấy cái đèn mới mình xịn không? Ok. Thì mình có các nguyên liệu. Muối, nhiều muối không? Không. Muối chơi video thêm mặt. Và hôm nay chúng mình sẽ làm bánh gấu. Tại nó không có cơ nên nó phải. Các bạn hãy kiên nhẫn chờ mình sẽ được cái giày thôi. Nhưng hiện tại thì Tèo. Không có. Cơ chân ở trên đây mình có nè. Cơ đít không có. Cơ đít không có. Ok, làm thôi. Lần này không có chơi cái tiết nữa. Tại lần trước mình chơi mình muốn lấy một cái nữa. Mọi người đang ngủ. Chắc bà ngoại đã nghe thấy rồi. Hello bà ngoại. Cứ nói cái bà ngoại chứ. Hết. Cả tưng quá rồi nha. Tên làm gì? Cái này microwave được không? Cái này microwave được mà. Ok. Right. Yeah. Sao? Ủa sao đâu? Chắc không? Ê, nhà vô bánh nhà mày nha. Đổ bánh nhà thì sao hả? Cái này. Cho cái đó nha. Yeah.
kiểu mà lem và nó có Jenny mà lem và một nữa. Có mùi makgeolli. Các bà ngoại mình hồi nãy ăn chè, có nước dừa. Mình đã từ từ bút ly cà phê của mình để tỉnh. Mình có sữa nóng rồi. Chắc nhớ mình đến các cái con mèo nếm sữa chứ mà. Cảm nhà là có ở dơ nha. Phải dùng xong sữa rồi phải không? Mình phải cất sữa thôi, ngày mai sữa bị hư là mình bị chửi nha. Mình sao muốn gánh hậu quả của cướp sự cướp sữa của bà ngoại mình. Gì? Một ly cà phê này có 250mg của caffeine. Bình thường mình uống có 100, nên cái này nó khá là... Mình rất là tỉnh. Hơi bị tỉnh quá không? Và đây là yeast. Dip your finger, is it hot yet? Warm. Đừng có đi sâu quá, trời ơi. Đụng chút thôi mà. Trời, nó phải kiểm tra lại. Hai muỗng à? Nó giống như là một ký sinh trùng nó đang mọc á. Ký sinh trùng chứ ký sinh trùng gì? Còn hửi hửi nữa. Không, để mọc hả? Để mọc. Trời, em biết cái yeast là kiểu là một cái con mà nó có thiệt á. Thông tin này có thiệt à nha. Nó di chuyển trong đèn các bạn thấy không? Ái da, trời, đổ đường tùm lum á. Để xuống đèn hoàng có quỷ kia. Để đèn hoàng. Nhưng mọi người không có nhìn thấy. Ok. Tèo. Sao nó cụm cụm cái vậy trên này? Vì đây là đường nguyên chất. Quả là chất. Lúc là đường nguyên chất không có bị tẩy, nên kiểu như là nó có nhiều chất xơ hơn á, nên nó tốt cho sức khỏe cho con này nãy giờ nãy nó không có đội cái nón vào nên nó bị mưa vào cái người nó, bây giờ nó sốt sốt bệnh tới nơi rồi, mình chắc chắn là nó lên sẽ bệnh, xong rồi ngày mai mình sẽ bệnh theo đó luôn nè. Mà cũng chơi được. Jenny, Face ID đưa cái mặt vô đây. Mình thò cái mặt vào ngoài nó không có mở hết thì mình phải xài mật khẩu. Bây giờ con bạn mình nó đang xem hướng dẫn, mình thì húp thêm cà phê. Đây là cái mô cái tê gì? Cái này nó nhìn hơi mờ ám, mình đụng tay vào được không? Không. Ờ. Đừng có dơ trên này. Giống như là mấy con ký sinh trùng á. Yêu. Ốp. Sao hai cái điện thoại? Hay là điện thoại cũ? Lo từ đâu? Điện thoại về hưu. Cho cuộc sống của mình chưa bao giờ làm bánh mì bây giờ. Em một phút gì vậy? À biết. Cái nói chuyện nhiều quá là một phút mà. Nó không có phun miên lên vậy? Nó đi bọt bọt cái vậy nè. Phải dội nó để cho nó phun nó chỗ nó mà. Hay nào vô nóng đủ không? Sao hỏi con này chưa bao giờ làm bánh mì cuộc đời? Anh làm việc gì anyways? Blup blup. Khó nuôi quá à man. Xéo. Where's tissue? Is this tái chế? It is. Tái chế được nước mũi không? Đừng nói vậy. Nó không có mọc luôn á, man. Hụp giờ mới nhớ ra là hồi nãy bị dơ. Giờ chúng mình nhắm nó như hai con điên. Face. Sao làm cái gì cũng fail. Mỗi lần Jenny không bao giờ thành công hết. Hết viên này hả? Mình đã chạy lấy đâu sao? Sorry Jenny. Phải làm lại. Ok, đi đổ ra. Đổ thôi. Yes. Đổ hả? Tội vậy. Đây như con bò. Con bò nó rặn ra bao nhiêu đấy các bạn. Bỏ đi. Bao nhiêu công sức của con bò. Sữa đã quay lại. Cảm ơn. Đổ 1/4 nha. Okay. Từ từ. Lúc. Cà phê. Một chút xíu thôi. Cần đường để làm cho cái bộ nổ nó ra đời. Cái bịch này nó có cái mùi kiểu bánh mì á. Hương bánh mì. Hương kiểu bánh mì á. Đúng rồi. Cho hử một miếng. Ở đây là động lực. Hello. Hả? Tiếp tục làm đi. Trộn và động lực. Có hai em cho động lực gấp đôi. Sao vậy Hương? Thôi cũng cho đây vào mà. Hả? Thế khớp luôn nha. Nhìn giống như là gầu á các bạn. Eww. Này nó cũng sao sánh lắm. Mùi bánh mì. Không lâu cái này luôn. Đâu? Không lâu thì giờ lâu. Cho lâu còn không được. Mình tưởng nó khô rồi mà. Nó đang mọc. Cái mà xin cái 1/4. Bởi vì mẹ nó có mấy định lượng sẵn là đã không? Ui, xích nữa là giết mình rồi. Ủa? Smooth black butter là criminal undercover. Nhìn fail nè. Wow. Sao ngón tay bị cục cái vậy? Bị rớt vào sữa rồi hả? Rồi chúng mình tính cho bơ thẳng vào sữa luôn. Thấy ra ý kiến này hơi bị ngu nên sẽ làm chảy riêng. Hơi bị cục nhớ. Nhớ slime. Sao cái gì cũng sao? Nhìn bơ nó đã sao? Cho cái này nói gì? Phè vô cái sữa. Ồ. Các bạn thấy là từ từ lặn xuống nè. Hello các bạn, mình xin thông báo các bạn là lát nữa thời gian nó sẽ thay đổi trong một phút. Là vì kiểu như là, ok, ở bên Mỹ á, thì thời gian nó thay đổi là vì kiểu là có mùa á, Việt Nam không có trải nghiệm cái đó. Mùa xuân thì thời gian cộng 1 giờ, mùa đông thì thời gian trừ 1 giờ. Nên bây giờ mình đang chờ nó. Nó sẽ thay đổi, nó sẽ làm một cái gì đó khá là mờ ám. Mày đứng nói chừng một phút mà. Nó chờ. Trăng vàng quá. Phải giờ. Cái đèn đã vàng vàng. Thời gian này nó không có được thời gian lắm. Chờ mãi không có đổi gì hết. Nó sẽ thay đổi. Mình sẽ mơ ước. Nhìn nè, 3 giờ. Một thời gian nó đã thành. Mình sẽ ước vào đại học. Chúng mình xấu nên khùng quá rồi. Một ngày đó có thể tháng này tháng sau mình sẽ ra video các đại học mình. Bỏ này vô cái này. Cái này đóng hỏi à? Ừ, bỏ vô đi. Và đây bắt đầu 1 tiếng rưỡi quá là vui cho cuộc sống của chúng mình. Thơm quá.
Thích nhất là cái mùi này các bạn, người ta đang làm nên là người ta nên làm nước hoa mùi này đó. Mùi bánh mì. I think the milk is curdling. The bus nóng. Cái này nóng hổi à? Ừ. Mở vô đi. Hồi nãy ai xuống vậy hả? Fail, hồi nãy fail lần thứ hai. Không sao, cứ chụp đi. Không được, mày fail á. Đau bụng luôn đấy. Ừ. Nó phí bao nhiêu con bò. Con bò nó hy sinh sữa của nó. Nó hy sinh bơ của nó. Nó làm sao? Nên à. Ăn chay đi. Mày muốn nó sao ăn chay? Mày ăn chay. Mày không phải là chú nó hết rồi. Eww. Không phải lỗi của Jenny Huỳnh này nha. Ăn thử đi. Có nóng không? Lần đầu liếm nó hụt nên liếm lại thì thấy nó ngon nhưng kiểu là nó hơi bất thường á. Sorry. Trời đất ơi, nó chuẩn bị đi lại thùng rác nó đổ. Ủa cái nào? Đổ vào cái bao rác chứ mà. Nên mình đã cản và cho nó vào cái bao riêng. Nó lụm. Đổ xuống đất rồi. Dùng cái khăn chiến không nhà? Úp, dùng lộn khăn rồi. Làm lại thôi các bạn. Nếu như bà ngoại mình hỏi mình tại sao sữa của bà ngoại mình nó lại hết tự nhiên nửa bình luôn. Lý do là vì tự động nó biến. Bà ngoại đừng xem blog tụi này của cơ. Nếu bỏ thùng rác luôn thì mình nghi ngờ là sẽ fail nữa nên mình kêu nó bỏ lại vào cái cống. Jenny đoán tương lai không? Mình đang chán coi Theresa quá rồi, làm phí sữa của bà ngoại quá chừng. Nên giờ mình giận nên mình đứng đây mình ngắm thôi chứ mình không có giúp. Không có giúp, nó giỡn thì giúp xíu nhưng đa số là nó làm. Mình giúp chỗ. Giờ thì dùng chia đổ sữa từ từ vào cái bơ không bị nóng hổi quá. Rồi đổ hết vào và cái kết thì mang đi đổ tiếp thôi. Nhâm nè. Thất bại một cách quá là thất bại luôn. Giết hai con bò rồi. Tay mình nãy giờ mình rửa gì nó vẫn còn rất là nhớt là vì cái bơ. Cái bơ đâu rồi? Ừ, cái bơ trong cái tủ. Dạ. We have one stick left. Còn một cái nữa thôi nha. Nên không có làm sao nữa nha. Ok. Bây giờ cứ làm đi. Ok. Cái tay mình nó giống như là mình đang xài ở dưỡng da vậy. Dưỡng da sữa bò. Ta xài thiệt mà. Kem dưỡng da thiên nhiên đấy. Sau chứ mình nói rất là nhảm nên mình sẽ không có cho các bạn nghe thấy. Lần này làm chảy bơ làm nó chảy rất là ít thôi. À, đổ sữa ra tiếp. Lần này sẽ được. Sau lần là nóng sữa luôn. Mình đang dầm cho cái bơ nó chảy. Nó sao hậu đậu cho đây. Nó stop cold. 15 phút sau. Sợ muốn chết quá. Đúng. Tình hình chúng mình đang sợ muốn chết là vì không có còn đủ bơ để làm một cái nữa. Nên chúng mình đang kiểu như là đang trộn hai cái cùng với nhau tổng hợp trong một cách cho nó không có bị lên men nữa. Sợ tích. Không biết nữa. Nó đang bắt đầu lên men nên bây giờ mình đang vớt cái lên men ra và mình bỏ đi từng rác. Ủa mà chị ghét dữ vậy? Bề bối. Chúng mình rửa chén chết nè. Để lát tôi giải quyết. Căng, thấy tôi đẹp rồi. Rồi tôi inox đi. Okay. Nó không cần tôi đẹp. Căng quá nè. Tôi inox để đến giải cứu. Rồi mình tới chỗ như một con điên, ai nhè ra nó cũng hơi bị lên men rồi. À, chúng mình nhanh nhanh đổ vào cái nồi để nấu nó lên. Nhất định phải xài cái chiêu này. Chỉ có cơ hội này thôi, không chứ không còn để làm đâu. Em thích nước. Có chắc không? Có chắc không? Hãy quên về cái sự lên men kia. Sợ. Chị này căng thẳng hơn vào đại học quá nha. Keep asking. Sợ. No. Trời ơi. Mix it aggressively. Mày bật nè. Mày bật. Oh my god. Lại nấu tiếp. Trời đất ơi. Vậy có ổn không? Được hả? Mix it. Trộn như một con điên tiếp. Mỏi tay quá. Keep mixing. Vừa trong lúc mình trộn như một con điên thì bạn mình cho vào cái ký sinh trùng em hồi nãy nuôi đấy. Ew. Mẹ ơi của con. Mẹ đi dạy đi. Và giờ con này nó cho đường vào hay không nó cũng quên mất rồi. Giờ phải xem lại clip này coi nó có cho đường vào chưa. Không biết cho đường vào nữa. Hóa ra là nó có. 5 phút sau. Cái gì? Nó là hơi lên men rồi nha. Không có nhìn là nó không bị sao phải không? Không nhìn là không biết. Không nhìn là nó không có ai đó. No. Trộn quá là si tóc. Mình là cái máy mộ. Mình không có biết nó bị sao nên chủ là tiếp tục. Một hai. Mùi thơm quá. Ta vani vào. No. Không hả? Trộn. Không có chuyện xảy ra đâu phải không? Vừa trộn. Trộn như con điên, hình như ổn rồi. Nhưng cho muối vào cho video thêm mặn. Cho tay vào. Wow. Hè cuối cùng cũng được đục. Nói chí. Ờ. Mình có dơ quá. Dơ chứ, mình có dơ quá. Nhưng mình thích ở dơ thì sao? Let me fall on the surface first. Để tí. Để làm dùm phát dữ quá. Thao hức quá. Giấc bơ nhồi bột của mình. Wow. Không biết cái bàn nó sạch không nữa nha. Cái bàn nó sạch không? Có, hãy mới lâu mà không nhớ nữa. Trễ quá rồi nên mình đã quên mọi thứ trong đầu mình. Em nghĩ là cực khổ lắm mới làm được như thế. Nhưng đụng nó đá quá. Kiểu là rất là nhắc nhở mình đến thời mình làm slime. Các bạn có nhớ thời đó không? Wow. Em mới rất là muốn quay lại cái thời slime. Cảm giác như là mọi người nên làm slime lại. Rồi tự nhiên mình nói hứng là mọi người chơi slime đi. Jenny 4 năm trước hiểu. Quá là ngầu. Nó không có được trộn lắm á. Đang rơi té là té le. Các bạn thấy hai bàn tay bánh mì mình có sến không? Dính dữ vậy. Nhồi.
Lại nữa. Nó quậy, nó phá. Mình là con quậy trong lúc Teresa là con nhồi thiệt. Đó. Dính dữ vậy. Đã chưa. Cái này ăn được không? Ăn đi. Tao bụng không? Đó, ăn đi. Thôi khỏi. Đợi khoan các bạn, bây giờ đang là 4 giờ sáng, mình còn đang TikTok. Đợi khoan. Đó là sao? Xong phím điện thoại luôn. 15 phút sau. Lúc mình đăng cái TikTok của mình thì con này nó đã làm được. Wow, để mình cái miệng nó ghê quá. Nhìn nó cười tươi không nè. Cho nó có mũi nữa. Sao mũi nó ghê, yếu mắc mũi nó. Jenny mắc mũi. Tóc nó nè. Nhìn như upin ipin á. Yes. Tuổi thơ của mình đây các bạn. Rồi xin dầu bơ. Cái gì bị nghiện bơ. Giấu xịt kem chống nắng. Còn chết chết không? Chúng làm đi. Mình hy sinh cái tay của mình. Sau đó chúng mình phải chờ 2 tiếng đồng hồ của đôi của chúng mình. 2 tiếng đồng hồ sẽ là 6 giờ sáng. Trời, 6 giờ sáng chừng làm sao bánh mì. Và bao nó lại cho em ngủ ngon. Và cho em ngủ trong lò nướng không bật lên. Nó sẽ phòng gấp 2 lần. Ừ, cái bao sữa ghê quá. Và bao sữa gớm đang nhiễu nên mình phải cho vào cái bao này. Trong lúc chờ bánh mì nó nổi lên thì chúng mình đã quay lại phòng. Nhìn bạn nhúng nhúng kìa. Bây giờ nó đang thay. Vì nó không có muốn làm dơ cái giường mình với cái quần đi ra ngoài của nó. Mình đã chọn con này. Và Teresa chọn con nào? Chọn con đó hả? Yeah. Nó nhìn hơi xấu. Don't say that about her. Jenny bắt mình chọn con này thì... Con này dễ thương hơn nè, mình sẽ... Ai muốn con này thì mình cho. Ok các bạn, mình chuẩn bị làm một cái trò ma này nè. 3, 2, 1 Hey yeah. Ui dùi. Màu này mới sẽ dữ dội nè. Hát dữ vô có ngày dập mặt. Ok, tối rồi. Màu xanh cho nó lành. Thôi mở đèn lên cho nó tỉnh. Bye. Bây giờ làm gì? Chọn hình để đăng lên Instagram. Hello các bạn, tình hình đây là hình Jenny Huỳnh đã đăng. Ok. Và đây là hình Teresa Nguyễn đăng. Ok. Mất chúng mình 1 tiếng. Chúng mình đúng là 2 đứa kém chọn thiệt đấy. Ok, đó là cái đó. Điệu quá. Nó ngồi nó tự. Ôi hai chúng mình đẹp hả? Có khi chúng mình phải yêu bản thân phải không? Hay là bây giờ trễ quá nên mình bị khùng à? Self love. Sau đó chúng mình quay vài cái TikTok lick lock. Sus. Mình đang ráng kiềm chế cái sự buồn ngủ của mình đây. Ok các bạn, con gấu đã xong rồi. Mà mình đang rất là buồn ngủ. Nhưng bây giờ mấy giờ? Ok bây giờ 4:55. Như thật là 5:55. Đúng rồi, 5:55. Nên chú mình đã nhảy xuống nhà. Ui. Ui hold up. Là 3, 2, 1. Oh my god. Ôi trời ơi, đang rớt. Ôi mình wow, làm được tất cả mấy chục cái luôn. Nhìn đẹp hơn lúc này. Mặt mình nhìn lúc này nó đẹp hơn. Nó nhìn không có đẹp mà. Khủng quá rồi, điên quá rồi. 3, 2, 1. Quá là đã các bạn ơi. Oh my god. Bây giờ làm sao? Sao đã? Đúng rồi. Đừng có giọng. Bây giờ nhảy chứ làm gì. Mình bị khùng thiệt rồi các bạn ơi. Nhìn nè. Đi nhảy múa đó bác. Mình làm đủ thứ. Gái như chủ nhà vậy đó. Thôi tiếp buồn nhảy thì đủ rồi. Hồi nãy. Hả? Cái knife. Cái knife thiệt hả? Chứ để làm knife giả nữa. Mình muốn làm K-pop idol các bạn. Không ai nhận rồi. Ai biết lỡ YG nhận mình thì sao? Quay lại thì bạn mình đã cắt thành 2 cục. Đây là mẫu nè. Nhìn giống như là các thằng ở trong gym á. Thì đây là sao? Cứ nặng đại hả? Nặng mấy là gì hả? Khi chúng mình đang nặng gấu 6 múi thì kiểu là mình cảm giác như là mấy con gấu nó đang kiểu là tập thể dục và đang tạo cơ. Như là mình là người tạo cơ cho nó vậy đó. Lan từ cục và xếp nó vào và có cả đống cơ bắp. Nhìn ngố không? Con mình có quần. Ê dạ, con này không có mặc quần. Cơ chuồng. Chúng mình từ từ nó chỉ ít hơn là cái sức mạnh nó đang từ từ nó đi xuống con này. Như bệnh là... Tại ai? Tại ai biểu không mặc áo khoác có nón. Tại nó gì? Bao em lại. Bây giờ mình cho em ấy vào lò nướng. Anh Mickey Mickey. Có giống Mickey không? Beep, 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 beep. Bao em này luôn. Úp cái tay đó rơi ra. Hai em đang tắm nắng. Mặt trời nó đang từ từ lặn nè. Giờ này mà lặn gì má. À mình từ từ mọc. Trễ quá nên lác rồi. Oh no. Vỏ trứng vô duyên. Sữa rồi đánh lên. Mình đang từ từ chết. Chết rồi. Mình chết và con này vẫn còn quẩy nhưng vẫn húp cà phê. Cho bơ vào lò vi sóng. Thơm quá à. Quá là tỏi luôn. Mình rất là thích mùi tỏi. Bạn nào hung trên này thơm lắm. Thơm à. Xin lỗi các bạn, bây giờ mình đang không. Khoan để tôi thay đổi kiểu tóc đã. Cho mấy cái lá vào bơ. Nàng ơi, nàng ơi. Ta phớ trời ơi, nó chưa có mở. Lười mở quá thôi khỏi đi. Thôi một lọ lá đủ rồi. Bây giờ nó cũng nhảy luôn. Mặt trời đang mọc và chúng mình làm chưa xong nữa trời ơi. Vẫn uống cà phê để tỉnh. Vì mình đã chuẩn bị ngủm rồi. Thôi chưa.
You won't see Teresa again until mấy tháng nữa. No, 2 ngày nữa, 3 ngày nữa, 4 ngày nữa. Nó về Việt Nam. No, 5 ngày nữa. 2 ngày nữa. 2 ngày nữa. 2 ngày nữa. 2 ngày nữa nó về Việt Nam. Và mình ra không có gặp nó lại nữa. Ừ. Từ lúc hè. Ủa hè sẽ đi Việt Nam. Ủa có không? Quá ư là khùng. Và chúng mình buồn mồm quá nên ăn mấy cái kẹo này cho đỡ buồn mồm và đỡ buồn ngủ. Thôi bạn ơi, mình éo quá. Hử? Mình éo quá. Éo à? Mình éo quá. Không biết liên quan gì nhưng chúng mình khùng à. Cạp luôn cái đầu của nó. Mình đang kiểu là khoe mọi người là mặt trời nó đang mọc. Các bạn ơi, bà ngoại mình thức dậy rồi. Gớm răng nữa các bạn. Đây là điệu nháy dơ nháy bẩn thỉu của mình. Chúng mình kiểu là hai đứa bị xỉn thì chúng mình không có bị xỉn. Mình chỉ buồn. Không buồn ngủ nữa. Cái tỉnh bây giờ là sẽ đi dỗ cả. Dạ, đi đi. Your bunny has more cơ than you. Mình không có cơ lúc nào nên mình mới làm con nó có cơ. Hơn sao ở một cái đó sẽ có thôi. Mình đã ván lại với tư thế yoga này nhưng mình đang bị fail một cách quá là mạnh bạo. Con bạn lăn đùng xuống đất rồi. Không ổn. Mình đang đứng đây ngắm ngắm trời xanh, trời mây quá trời luôn và trời đang hơi mưa nữa. Nhìn ở mặt trời kìa, ổng xến không. Các bạn biết sao con này nó chê mình không có cơ nên bây giờ mình đang tạo cơ nè. Thấy không? Ồ, trời nhảm quá. Các bạn ơi. Chán. Bây giờ chúng mình sẽ đứng đây rửa chén là chúng mình không phải là những người dơ dáy bẩn thỉu mà làm lung tung như vậy. Cả hai đứa đang quá là không ổn chút nào luôn. Nhưng kiểu như là che giấu cái sự không ổn đó thôi. Mình đã mới dọn cái bàn xong. Như không chuyện xảy ra luôn. Bàn tay buồn ngủ rửa chén không sẽ nữa. Sáng trưng luôn rồi. Bây giờ là 7 giờ sáng rồi mà vẫn chưa xong. Mấy em này cần thêm 10 phút nữa. Đang mất kiên nhẫn rồi đấy. Và bây giờ chúng mình không có biết nên làm gì của cuộc sống nên sẽ thiền. Là vì thiền cảm giác quá là yên tĩnh. Chúng mình cùng thiệt rồi. Chán rồi. Nó cũng hết suy nghĩ được rồi. Và giờ chúng mình đang ngồi đây tâm sự về cuộc sống. Là vì không hiểu tại sao chúng mình đã không ngủ cho nguyên đêm này luôn. Khùng khùng, quá là khùng. Có khi các bạn có gặp vấn đề này không? Khi não nó tan. Não mình không còn ở đây luôn đấy các bạn. Mình lúc nào cũng muốn kiểu như là tẹt cái giày được á. Nhưng mình không có khả năng. Kiểu là mình chỉ tới đây được thôi. Và nó dừng. Giống đủ chưa? Thôi tiết mục ghế sofa kết thúc. Ok các bạn, cuối cùng thì gấu và thỏ của chúng mình đã hoàn thành với cái việc nổi rồi, lớn lên chút xíu. Và giờ thì phủi lập giá trứng lên để kiểu là cho nó bóng bóng á. Và cái bước này kiểu là nó quá là phê luôn á. Ồ, kiểu là mình rất thích chảy chảy lên á. Nó đã sao? Các bạn thấy sự khác biệt không? Không có lòng đỏ, có lòng đỏ. Nhưng cẩn thận, có phủi nhiều quá không thể nó thành trứng nướng luôn á. Và trời ơi, con này nó phủi nhiều quá hay sao mà cái tai nó bị xì rớt luôn á. Nhưng cuối cùng thì thời gian đã đến nên bây giờ mình cho nó vào lò nướng để cho ẻm kiểu như là có thể thành bánh mì thật sự chứ không còn là bột nữa. Nhìn dữ lên đây là tắm nắng vậy. Hello các bạn, thì mình hơi ra ý kiến khá là khùng nhưng mình sẽ thử cho cái này vào microwave coi ăn được không. Kiểu như là mình muốn làm cái trứng hấp Hàn Quốc á. Để cho trứng nó thành trứng hấp thì mình phải cho thêm nước luộc gà vào nữa. Hơi bị thiếu ngủ nên cái tay hơi lẩm cẩm. Và sau một phút thì thành phẩm sẽ như thế nào? Trời ơi, khó dữ vậy ha, có bị vấn đề không? Nó có bị chàng không? Không, không bị chàng. Đây là bữa ăn sáng của chúng mình. Nhìn hơi bị ngố rồi nha. Cái này có ăn được không các bạn? Thử đi. Kiểu như là nó nhìn không có được ổn lắm á, ăn cái nào bụng không ha. Ăn mà không thôi là phóng biệt luôn đấy. Trời ơi, mình bao nhiêu tuổi mà còn chơi chọc máy bay nữa ha. Ê, nhờ hồi nhỏ chiều lúc nào không hoạt động hết á. Hôm nay cái kết thì cái này nó cũng ngon á. It's like egg. Nó là trứng chứ cái gì. Thôi, và ăn trời đất ơi, nó nóng quá. Ok, bây giờ chúng mình sẽ kiểm tra coi nó có ổn hay không. Ok, chưa ổn. 20 phút sau u. Và cuối cùng thì ai em đã nướng xong rồi. Kiểu là nó nhìn đẹp hơn hẳn luôn các bạn. Con của mình thì nhìn nó lại bị bẹt ra chút xíu. Kiểu là nó dẹp lép hơn á. Và giờ để chét cái bơ tỏi lên cho nó càng bóng hơn nữa. Và tỏi tỏi hơn cho nó thơm. Thơm miệng á. Và cho nó vào lò lại cho 5 phút. Và tình hình thì trời nắng đã lên rồi. Chưa ngủ nữa. Rise and shine. Rise and shine. Mình hoàn toàn không có buồn ngủ. Giờ mình nhìn rất là khỏe luôn. Cái này mới chết hồi nãy hả? Ok, 5 phút đã xong và tỏi đã chín. Thành công chưa? Bây giờ chúng mình sẽ thử. Đợi khoan để chúng mình khùng đã. Rớt xuống đất luôn rồi. Bây giờ mình sẽ thử. Phải tháo rau thôi ăn giấy luôn đấy. Chờ có mấy cái này có hai tay tiện à. Mỗi đứa cắt một tay. Ngon. Quá là mềm. Nó xốp xốp nhưng ở ngoài nó lại giòn giòn. Không có. I'm surprised. Ổn nha. Phèo quá, bây giờ cho bóp bóp bánh mì cho vui ha. Ngon hết. Ngon quá. Và giờ mình tính vẽ trên mặt nó nhưng kiểu là bây giờ nó đang nóng hổi thì mình cho cục đá lên để cho nó đỡ nóng ở trên để mình vẽ nó không có bị chảy. Trời ơi. Ok, và giờ mình xài cái bút màu đen này, kiểu là cái tay mình đang run vì rất là buồn ngủ. Nhưng mình vẫn vẽ được phải không? Nhìn cái mỏ của ống nè. Nhưng giờ con của mình nó nhìn hơi hiền lành quá nên mình phải vẽ kiểu là lông mày cho nó nhìn dữ dữ hơn phải không? Nó nhìn ngầu hơn.
Ngầu chưa bà già ha, mặt giống y hệt luôn kìa. You look constipated. Và giờ bạn mình cũng vẽ mặt lên nó luôn. Ừ, và có cái mũi nữa. Nó quá là tự hào với thành phẩm của nó. Ờ, mình đang ráng tháo cái giấy ra nhưng nó không muốn ra nên bây giờ mình phải xé từ từ, không từ nó bị rách con của mình thì sao. Ok các bạn, cuối cùng thì mình mới đã xé ra được rồi. Hơi dính chút xíu không sao. Hai con này hình như một con có nhiều cơ hơn con kia đấy. Bây giờ chúng mình sẽ ăn nó, ăn sáng. Bạn mình thì xé cái chân nó ra, mình thì xé một cái cơ bắp nó ra. Mình lèm, nói chung con này quá là xến luôn. Cục chân rồi, mình vẫn thấy cái quần nó buồn cười sao. Cá hồi xong con. Yummy. Yummy. Sự tổng hợp quá là hoàn hảo. Mình cảm giác quá là xến nên mình tháo miếng này ra ăn luôn. Lúc mất lốt rồi. Không sợ đắp lại nhờ không chị xé ra được. Và rốt cuộc thì mình đã ăn hết một cánh tay của nó rồi. Cục cánh tay, gấu cánh cục. Cuối cùng cũng đến thời gian ngủ rồi. Đây hoàn toàn là thời gian ngủ, quá là bình thường phải không các bạn. Bây giờ mình đánh răng đi ngủ nè. Mình vẫn còn dẻo dẻo. Và mình đang chuẩn bị ngủ trong lúc bạn mình nó đã ngủ tới nơi rồi. Ngủ rất là ngon luôn. Ok bây giờ mình đi ngủ đây. Hello các bạn, mình đã tỉnh ngủ. Và bây giờ là 12:40. Sắp 1 giờ đến nơi rồi. Để mình đánh thức các bạn mình dậy đó. Và ngay lúc thức dậy thì chúng mình ăn bánh kem. Bánh hôm qua nó cho mình đấy, quá là ngon. Xong rồi mình đã lái con bạn mình tuốt về nhà nó. Nhà nó cũng hơi xa nha. Bye bye, gặp lại chừng nào. Hè, never. Không bao giờ gặp lại. Bye bye.